Hello. You are mute. Unmute yourself. Unmute. Bật mic. Bật mic lên nhớ bạn đang bị tắt mic đấy. Con bật mic lên nhá, con đang bị tắt mic. Rút cái tai nghe ra. Cô ơi, con chào cô. Dạ. Để cô mấy không mẹ thấy mà. So now we will do work first. Rút tai nghe ra, bật loa của máy đi. Cho nó đúng không gì? Không mà. Không nói rồi à? Nói cô nghe thấy rồi. Okay, now what is number one? Can you tell? Number one. Have been playing. No, but I. Have been. Nào, bây giờ bạn nhìn cho cô nhé. Bạn nhìn này, khi mà trong câu since, được chưa? Khi trong câu có từ since thì vế trước since nhá. Vế trước since sẽ là thì hiện tại hoàn thành và vế sau since sẽ là gì đây nhỉ? Thì gì đây nhỉ? Thì quá khứ. Quá khứ đơn được chưa? Nhớ kỹ nhá, trước since sẽ là hiện tại hoàn thành và sau since sẽ là quá khứ đơn. Now, and number two. Chosen. Yes, have you chosen? Very good. And B, yes. Yeah. Have bought. No. Yesterday on. Had bought. No. Yesterday là thì quá khứ đơn mà. Quá khứ đơn nhá, yesterday quá khứ đơn thôi. Rồi, câu 3 nhé, bạn đọc cho cô này. Câu 3 này sẽ là gì hiện tại? Hoàn thành đấy. Là gì nhỉ? Forgotten. Has forgotten nhá. Tiếp nào. He has said. Hasn't said. Okay. Hasn't said. Là câu 4 nào. Câu 4 đang. Have you seen? No. Sao? Sâu, đó là sâu chứ. Sâu. Okay. Tiếp nào, yes, some people. Have seen. No. Last month. Saw, yes. And? Bought. Là em bắt đấy. Đây. Câu này thì mình sẽ phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành nhá.
Tại sao lại dùng hiện tại hoàn thành? Họ đã mất con mèo, nghĩa là con mèo đấy nó đi, được chưa? Nó đi rồi và bây giờ nó vẫn chưa về. Nghĩa là một sự việc nó đang tiếp. They have lost. Have lost, đúng rồi. It is last week. Run. Tiếp này, the flight every Thursday, so you say. Every Thursday. Starts. Yes, starts. I like Matt and she likes. And number eight. Swim. Thì bây giờ ở đây nhá, bạn đã có thể phân biệt được ba loại thì rất cơ bản, đó là thì gì? Hiện tại đơn này, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Vì phải chú ý rất kỹ cái phần quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Tại vì sao hai cái này thường xuyên người ta sẽ trộn với nhau, được chưa? Người ta thường sẽ trộn với nhau đấy. Ok, và nhớ kỹ cho câu phần since này, trước since sẽ là hiện tại hoàn thành, sau since sẽ là quá khứ đơn. Hôm nay mình sẽ làm bài nghe về mover nhá. Để không, vì là mình sẽ không để cho quên cái phần nghe. Ôi cô. Ừ? Nhưng mà mover đây là mover 3 à cô? Mover mấy cũng được. Nói chung là bây giờ con đấy không có thì con sẽ làm trên gì? Trên làm vào vở là được. Tùy nhá, thấy chưa? Bạn có thể lấy, nếu như con không có sách nữa thì có thể lấy một tờ giấy ra để làm. Thế cô cho làm mấy cái bài không trong chương trình, kiểu như làm không trong vở ấy, thì mấy cái bài không trong vở ấy để con làm, để bao giờ con có sách thì làm, kiểu làm mấy cái bài trong vở. Here and there in the town. Thế này không có trong vở à? No, không có đâu. Nhưng mà đằng nào cô không biết là liệu như mẹ có in cái không. Đấy, cô không biết đâu nhá, vì cái đợt nọ cô gửi cho mẹ hết rồi. Còn bây giờ cô... Nói chung là kể cả không có sách thì vẫn làm được mà. Không có sách thì mình làm ra vở thôi. Có sao đâu. Làm như làm bài tập về nhà ấy. Được chưa? You can go and see a film here. Here là gì nhỉ? Ở đây này. Place. Place là gì nhỉ? Còn nhớ không? Place. Là nơi ở. Gọi là nơi ở thì gọi là địa điểm thôi. Không gọi là phải là nơi ở nhá, địa điểm hoặc là nơi, được chưa? Chứ không phải là ở đâu nơi thôi. Where are you going? Nghĩa là bạn đang đi đâu đấy? I'm going to stadium. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy một cái mẫu câu là I'm going to verb này, được chưa? Sẽ là mẫu gì đấy nhỉ? Thì tương lai gần, còn nhớ thì tương lai gần không? Diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần và gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Thì tương lai gần là be going to nhá. Verb, be going to verb, được chưa? Thế thì nó thì tương lai gần thì khác với cái thì tương lai đơn ở điểm nào? Con nhớ cho cô thì tương lai đơn là cái màu will, được chưa? Thì ở đây nó là diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai. Nhưng mà nó cái sự chắc chắn của nó không được cao. Ví dụ con nói là tôi sẽ đi thăm họ hàng vào ngày mai. Nếu con nói là I will, thế thì có thể là sẽ đi hoặc là không đi, được chưa? Tức là mình chỉ nghĩ như vậy là mình sẽ đi thôi. Nhưng mà nếu như bạn sử dụng be going to này này,
Thì nghĩa là ví dụ bạn đã thậm chí mua vé tàu để đi đến nơi này, bạn đã chuẩn bị hành lý này, nghĩa là bạn đã rất chắc chắn là bạn sẽ đi rồi. Hiểu chưa? Sự khác biệt nhá. Chúng ta hoạt động mới nghĩa là chắc chắn, thường rất là chắc chắn sẽ xảy ra, rất là ít hiếm khi để mà hoãn, đúng không? Nó đã được lên kế hoạch rất là kỹ càng rồi. Còn khi nói về will chỉ đơn giản là một hành động gì trong tương lai thôi, cũng không chắc chắn lắm. Can you think of 10 different places in a town? Can you think of 10 different places in a town? So I will give you like 2 minutes and you will think of 10 different places, okay? 10 different places. For example, like school or swimming pool or playground, okay? Think of 10 places. Nhưng mà làm gì có bể bơi cô? Không, người ta không bảo là con phải nhìn vào cái đầy mà ý là con phải nghĩ ra 10 cái khác nhau, không đọc đề bài à? Nhìn ơi. Không được giống mấy cái này cơ. Nên là bây giờ nhớ bạn phải nghĩ ra 10 địa điểm khác nhau, được chưa? Bạn có thể dựa vào tranh. Còn ăn nước không ạ? Rồi, bạn nghĩ ra cho cô 10 cái địa điểm bằng tiếng Anh nhé. So what is the first place? Hospital. Hospital, very good. Anything else? Cinema. Yeah, cinema. Supermarket. Supermarket, yeah. Stadium. Stadium, yes. School. School, yeah. Pet shop. Pet shop. Bookshop. Bookshop. How many? Post office. Post office. Post. Post office. Post. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Two more places. Two more. Balcony. Balcony. Balcony is not a place. Không phải là một địa điểm. Sea. No. Phải là địa điểm trong thành phố cơ, in town, nghĩa là một cái
khu airport. Airport, yes. One more. Shoes shop. Cửa hàng giày ấy cô. Shoe shop á. Không đọc là su nhá, phải đọc là gì? Shoe. Shoe. Shoe shop. Oh, you have shoe store. Okay. Now, where can you go to for a swim? Where can you go to for a swim? Where you can go for a swimming pool. Yes. And where can you go to choose books? In bookshop. And where can you go to catch basses? Bus stop. You know bus stop? To the bus stop? Yes. And where can you go to see a doctor? Hospital. And where can you go to buy fruit? Supermarket. Station, bookshop, cinema, you know this already. Sweet shop, cafe, and park. Okay. Postcard, handbag. Sure. So this is a postcard, okay? Newcomb. Yep. Nào, number one. Bây giờ nhớ cô muốn bạn làm cho cô việc này là bạn sẽ đọc to các câu này lên và trả lời luôn, được chưa? Đọc to, đọc cố gắng là đọc chuẩn. Okay, number one, can you read aloud sentence number one? Read aloud. There are a lot of beds in this place. Doctors work here. A hospital. Yes, number two. You can make this from vegetables, then but it is a bowl. And put it in a bowl. Soup. Put it in a bowl. You see a bowl here? Yes. Yes, you don't eat grapes in a bowl. And now number three. People sit and have a drink and talk to their friends here. A coffee. It's a cafe. A cafe. Sao cà phê lại có màu sắc vậy cô? Cà phê à? Vì đấy là tên quán cà phê được chưa? Đây là quán cà phê đến, ví dụ nó là từ mượn của tiếng Pháp chẳng hạn. Number four. Grapes. Now I want you to read aloud the sentence first. These fruits can be red or green. No. You can eat. Hey, how we read? Red. Red. Red or green. You can eat or drink. It's just grapes. Grapes. You can buy a lot of different food in this large store. Large. 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 Large là gì không? Là lai à? Large cơ mà. Là to. To được chưa?
What is that? Supermarket. Yeah. And number six? Mother often give this white ring to babies. Milk. Okay. Nào, bây giờ nhá, bạn sẽ phải đọc to cái đoạn postcard, cái bức thư của bạn James. Ok, bây giờ bạn sẽ đọc to lên, sau đó bạn dịch sang tiếng Việt, sau đó bạn sẽ gì? Trả lời các câu hỏi của người ta nhá. Cô gửi lại cho mẹ, mẹ mua 3, 4 nhá. Vâng ạ. Gửi cả luôn, ý nhận luôn từng thế. Hi Grandpa, it's right here. We didn't go to the beach this morning. We drove to the town to go for a walk there. We had lunch there too. We found a coffee. A cafe near a market with lots of chairs. Outside, Mom had. You don't know this bean, bean soup, and I had salad. Then we went to the market to buy some fruit. Mom bought a new handbag there too. It's the end of the afternoon now. And where this in the park, Mom's sleeping under a big chair. Oh. No. White chair. This is not chair. Cheese. A big chair. Ô, bây giờ đến từ cheese. Cái tay đọc cũng sai là sao con ơi? Cheese. Sao lại cheese? Từ gì đây? Cái cây bây giờ bạn đọc còn sai là sao được? Đọc cẩn thận lên xem nào. Tree. Oh, Dad wants to play badminton now. I've got to go. See you. Nào bây giờ cô sẽ đọc mẫu lại một lần. Thôi không cần đâu, không cần love Jane nữa đâu. Bây giờ nhá, cô sẽ đọc lại bức thư này một lần nữa. Chú ý cách đọc của cô này. Con phải nhớ cho cô khi đọc nhá, phải cố gắng đọc cho nó trôi chảy lên này. Đây là một bài dễ, phải đọc cho trôi chảy. Cái thứ hai đó là bạn sẽ hạn chế lên giọng, bạn sẽ phải xuống giọng, chỉnh giọng xuống một chút. Được chưa? Không nên đọc kiểu như là cao tông cao quá, đọc thấp hạ thấp giọng xuống một chút. Được như là hi grandpa. It's great here. Okay? We didn't go to the beach this morning. We drove to the town to go for a walk there. We had lunch there too. We found a cafe near the market with lots of chairs outside. Mom had pea soup and Dad and I had salad. Then we went to the market to buy some fruit. Mom bought a new handbag there too. It's the end of the afternoon now and we are in the park. Mom sleeping under a big tree. Oh, Dad wants to play badminton too. Badminton now. I've got to go. See you. Bạn để ý cho cô này, khi mà cuối câu của dấu chấm thì người ta sẽ sao? Xuống giọng nhá. Được chưa? Chứ người ta không lên giọng ở cuối câu, không gọi là I have salad mà phải là salad. Chẳng hạn này,
hay là buy some, không phải đọc là fruit, vậy là fruit. Morning, morning này. Walk there, mình đọc là walk there. Đấy, mình phải khi mà có dấu chấm nhớ cho cô là sẽ xuống giọng nhá. Nào, đọc lại lần nữa xem nào. Đọc cẩn thận nhá, và đọc cố gắng cho nó hay trôi chảy lên. Hi grandpa, this is red here. We didn't go to the beach this morning. We drove to the town to go for a walk there. We had lunch there too. We found a cafe near the market with lost a chair outside. Mom had a bean soup and me had a salad. Sai rồi. Mom had pea soup and dad and I. Mommy had salad. Okay. Mom had pea soup and dad and I had salad. Then we went to the market to buy some fruit. Mom bought a new handbag there too. It's the end of the afternoon. The end. It's the end of the afternoon now. Of the afternoon. Okay. Of the afternoon now. And we're in the park. Mom sleeping under a big chair. Sao bây giờ bạn... Hey, bây giờ bạn vẫn chưa đọc đúng cái từ cái cây là sao? Tree. Yes. Oh, Dad wants to play badminton now. I've got to go. See you. Okay. Jane. Thế khi đọc xong có hiểu được cái đoạn văn này nói về cái gì không? Có dịch được hết bài không? Nào, mom had pea soup. Câu đấy nghĩa là gì nhỉ? Mom had pea soup. Mẹ có. Mẹ ăn gì đấy? Soup. Mẹ ăn soup. Pea là gì? Đậu. Thà. Ok. Tiếp này, cái handbag là cái gì? What is a handbag? Túi đeo tay. Túi sách, đúng chưa? Tiếp này, we found. Thế từ found là gì đấy? Không quên rồi. Found là quá khứ của gì? Find. Đúng chưa? Quá khứ của find. Find là gì? Find. Là khỏe. Find cái B ở cuối là gì đấy? Tìm thấy được chưa? Nào, so where's Jane now? In on the beach. Where is she? Now. She at home. Bạn phải đọc cái đoạn văn trước. Đọc đoạn văn. Okay. So. We didn't go to the beach. Okay. We drove to the town to walk there. Này. We had lunch there too. Mm-hmm. Okay. Yes. Ở đây nhé, cô ấy không phải đi đến the beach đâu được chưa? Wow. Yes. Nhưng tại sao lại không? Did Jane have lunch on the beach? Did she have lunch on the beach? Hmm.
gì á. She had lunch in the town. Who is Jane on holiday with? Who is she with? Her family. Yes, who are in her family? Mother and dad. Father and mình không đọc là dad. Dad. Sao cứ đọc là dad? Dad. 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 Ở đây này người ta sẽ yêu cầu là bạn sẽ làm một bài nói nhé. Bạn sẽ phải nói một bài về holidays là về kỳ nghỉ của bạn. Thế là bạn đi đến đâu? Bạn đi với ai? Và bạn làm gì tại đó? Được chưa? Ok. Yeah. Yes. So now I will give you like 5 minutes. Cô sẽ cho bạn khoảng tầm, no, not 5 minutes, 3 minutes, ok? To think of. Có mỗi nói 3 câu mà sao cô cho nhiều thời gian ấy? Không phải nói 3 câu đâu. Phải nói dài ra chứ. Làm gì? Con phải nói làm gì dài dài ra một tí. Nhá. Không phải là cho 3 câu để nói mà cho 3 câu, cho 3 phút để nghĩ, được chưa? Hoặc là không, nếu như mà con thấy nhiều thời gian thì mình chỉ nghĩ trong vòng từ 1 đến 2 phút thôi nhá. Yes. Cô còn giới thiệu tên không cô hay là nói luôn? Nói luôn. Luyện nói một chút đi nhá. Okay, so where do you go on holiday? I go to the water park. And who is you with? Who is with you in on your holiday? With my family. Okay, and what do you do on your holiday? What do you do? I swim, I eat ice cream, and I eat a lot of food. A lot of food, yeah. Anything else? What do you do? And I go to the cinema. Okay. Now, listen and tick the box, okay? You will do a listening exercise. Number one, which is Kim's dad? Number two, where did Dan have lunch? Number three, what is Lily doing? Number four, what is Andy doing? And number five, where is Ali's dad? Okay, are you ready to listen? Yeah. Now listen. 21D. Here and there in town. Listen and tick the box.
Example. Where does May's brother work? Where does your brother work, May? Does he work in a shop? Not now. He works in a bank. Which one? The one opposite the cinema. One. Which is Kim's dad? Is your dad in town today, Kim? Yes, but he isn't at the supermarket. Oh, is he at the market then? It's market day today. I know, but Dad's at the library this morning. Two. Where did Dan have lunch? Did you have lunch at home, Dan? No, Grandma. We had a picnic on the grass at the zoo. You didn't eat in the cafe there then? No. Three. What is Lily doing? What's Lily doing? Is she having a swimming lesson? No, she's fishing with her friend. Oh, and where's her sister? She's helping at the farm today. Four. What is Aunt Lucy doing? Hello, Aunt Lucy. Are you at the hospital? No, I'm waiting to buy my ticket. At the train station? No, at the bus stop. I'm coming to see you. Five. Where is Charlie's bag? Where's your bag, Charlie? Why haven't you got it? It's okay, Mom. It's in our classroom. Not in the sweet shop or in the playground again. No, Mom. Don't worry. Okay. Do you need to listen one more time or not? Do you need to listen one more time? No. Okay, so what is number one? I. No. It's B. And two is C, okay, and three? Three is C. Three is A. And four? B. Four is B. And five? A. Yeah, so ở đây mình mới làm đúng được mấy câu? Câu hợp hai con là ba câu. Ba câu. Vì câu ba, vì câu hai con chọn là C mà. Thế thì mới đúng được hai câu mà. Có làm câu 1 sai nhá. Câu 2 làm đúng này và câu 5 làm đúng. Còn câu 3 và câu 4 có làm sai. Được chưa? Đúng không? À đâu, 1, 3, 4 làm sai. Mới đúng được 2 câu thôi. 1 bạn đọc là C. Câu 4. 4 chọn là B mà. 4 bạn đọc là C mà. No, no, God, please, no. Bạn phải làm cẩn thận vào. Được chưa? Bài nó sẽ... Rõ ràng cô ý của con là B mà sao con lại đọc là C nhỉ? Bây giờ sẽ là bài homework này. Homework về nhà. Ở đây người ta sẽ yêu cầu là bạn sẽ phải viết trả lời các câu hỏi này. Được chưa? When can you go for a swim này? Where can you go to ride your bike này? Do you like living in town or city? Đấy. Thế thì khi mà trả lời là bạn có thích sống ở trong thành phố hay ở thị trấn hay là ở trong thành phố thì bạn phải trả lời rõ ra là tại là bạn thích cái gì và tại sao nhé, why nữa, phải trả lời tại sao nữa được chưa? Tại sao thích? Viết ra năm thứ trong cái thứ của bạn, có thể là viết năm cái địa điểm cũng được.
Tiếp này, câu 5 này, what do you do in your holiday? À, bạn làm gì trong ngày nghỉ? Đấy thì viết dài dài lên một tí, viết khoảng tầm 3-4 câu ra thì càng tốt. Con nên tập viết, và viết khi mà viết thì phải chú ý xem là nó đúng ngữ pháp hay là sai ngữ pháp, phải kiểm tra ngữ pháp thật là dễ, thật là cẩn thận, được chưa? Kiểm tra ngữ pháp thì cẩn thận. A trip to the city. Con làm mua để cô mà thôi. Cô ơi cô, mẹ con là cô gửi cho con cái mua vào 3 và mua vào 4 để mẹ con. Cái đấy thì cô không rõ đâu, cô không biết là liệu cô còn không hay là cô chỉ mới có hai cái kia. Nếu như có thì cô sẽ gửi nhá, còn không có thì cứ chắc là cô... Có cô, lúc gì cô gửi cho con tận cả 9 mua vào luôn. Thế sao không con vào cái lại cái đấy mà tìm xem. Ôi có gì đấy. Nhờ, nhưng mà bây giờ tìm cho có gì bất công. Bạn thử cố tìm lại nhé, bởi vì là cô không biết là liệu như cô có sẽ tìm được không đâu. Đấy là cô không chắc lắm đâu, không biết là còn không. Đấy. Yeah, so ở đây người ta có một cái cụm là shopping center. Shopping center là cái gì nhỉ? Mà màn hình có trời ơi, cái màn hình của con có lúc nó bị lag, có lúc nó lại bị không. Shopping center là gì đây nhỉ? What is shopping center? Trung tâm mua sắm. Center là trung tâm, shopping là mua sắm. Trung tâm mua sắm. Tất cả những từ này nhá, học thuộc hết được chưa? Coi không? Nhưng mà chỗ mua trong trung tâm mua sắm có đồ chơi không? Yes, of course. Bây giờ nhé, bạn sẽ làm cho cô bài này, đó là bạn phải đọc to đoạn này lên. Đọc thật cẩn thận, và như cô dạy ban nãy là như nào? Tất cả những từ có dấu chấm thì bạn phải đọc xuống giọng, được chưa? Ok, nào bây giờ bạn đọc cho cô đoạn này lên nhé. Cô đợi em tí nhé, để con cho xoa cái tai đã, không đau tai quá. Nóng hết cả tai. Thousands of people live no. Here. Pi trong đầu là pew. People là học sinh rồi. People live here. Homes are often newer. Most gardens are bigger. People often walk more quickly. Streets are often longer here. It's quieter here. Sometimes here. Sometimes farms are near here. Roads are often shorter. There are big shopping centers. People often walk more slowly. Homes are often older. It's noisy here. Not many. It's noisier. Not many people have gardens. Sometimes there's a shop here. Schools have lot of classrooms. Ở đây bài này chính là người ta đang nói về hai cái là về village và city. Thế người ta muốn là ví dụ như là bây giờ có nghĩa là mình sẽ phải phân loại ra những từ nào là nói từ đâu đến đâu là nói về một cái village và từ đâu đến đâu nói về một cái city nào. Tại bạn... sao ở làng này? Ví dụ như câu một dịch như nào đấy? Có nghìn người sống ở đây. Gọi là dịch là có hàng nghìn người được chưa? Có hàng nghìn người sống. Homes are often newer, nghĩa là gì? A city. Homes are often newer. A village. Homes are often newer, nghĩa là gì? Dịch ra. Có rất nhiều nhà thường. Nhà thường như nào? New là gì đấy?
Mới hơn, most gardens are bigger là sao? Có nhiều vườn to hơn. Hầu hết nhé, không dịch là có nhiều mà hầu hết. People often walk more quickly là sao? Mọi người thường đi bộ. Quickly là gì đây? Quên nhiều từ quá, vẫn đang phải Google dịch rồi. Là gì? Quickly là sao? Là nhanh nhá. Tiếp nào, streets are often longer là sao? Ô, nhưng mà tại sao ở thành phố mọi người lại phải đi bộ nhanh? Bởi vì ở thành phố thì nghĩa là người ta sẽ sao? Người ta rất là bận rộn nên người ta phải đi nhanh hơn. Được không? Rất là bận rộn, có nghĩa là ở ở vùng làng quê thì thường là sẽ người ý là không bị bận bằng ở trên thành phố, ý là như vậy. Nên là ở trên thành phố người ta đi rất là nhanh. Streets are often longer là sao nhỉ? Phố thường dài hơn. Rồi, ở đây phố thường dài hơn. It's quieter here là sao nhỉ? Nó yên tĩnh hơn ở đây. Sometimes farms are near here. Thỉnh thoảng nông dân. Nếu mà nông dân gần đây. Cánh đồng. Road gần đây là sao nhỉ? Con đường thường nhỏ, con đường thường ngắn. Big shopping centers là sao đây? Có nhiều trung tâm mua sắm lớn. People often walk more slowly. Mọi người thường đi chậm hơn. Homes are often older. Những căn nhà thường cũ hơn. Yes, it's noisier here. Ở đây yên tĩnh hơn. Not many people have gardens. Không có người dân nào. Không phải là hầu không... hết người dân để có vườn. Không nhiều người, not many là không nhiều người được chứ. Không nhiều người có vườn. Rồi, sometimes there a shop here. Thỉnh thoảng có một cái gì nhỉ? Cửa hàng. Thỉnh thoảng cửa hàng. We have lots of classrooms là gì đấy? Trường có nhiều lớp học. Đấy thì là các cái câu này nhá, là cả village và cả city nó trộn lại với nhau. Thì công việc của bạn có thể là bạn sẽ phải chia ra. Thì có thể là một khi mà đã dịch ra được rồi thì có thể làm khá là dễ. Ở đây thì thứ là mình đã học hết rồi. Đấy thì hôm sau nha, mình sẽ làm nốt về cái phần này, mình sẽ nghe nốt, được chưa? Đấy. Và hôm sau thì có thể là mình sẽ làm nốt phần bài này, sau đó mình lại làm sang gì đó, phần ngữ pháp để ôn tập về ngữ pháp để thi lên lớp 6 nhá. Yeah. Okay, thank you so much and see you next time. Bye bye. Bye bye.